cho mọi người, em là nữ 17 tuổi. Câu chuyện của em có lẽ nhiều bạn đồng cảm. Em đã đánh mất một người bản thân mình yêu thương chỉ vì hèn nhát, không dám thổ lộ mất rồi. Em và Đạt là bạn học từ hồi cấp 1. Lên cấp 2, cô xếp chúng em ngồi cùng bàn. Mới đầu em cũng hơi khó chịu vì trong giờ bạn ấy hay trêu em, khiến em không thể tập trung vào bài học. Ngồi cùng nhau lâu thì ác cảm về đối phương cũng dần vơi. Có những lúc hai đứa nói chuyện nguyên tiết thầy nhắc nhiều lần, nhưng vẫn không chịu trật tự, kỷ niệm mà em khó quên nhất chắc là giờ kiểm tra. Em và bạn dù có lỗi, có khó chịu với nhau, nhưng cứ tới giờ kiểm tra như một thế lực nào đó, hai đứa lại thân thiết lạ thường. Mấy lần điểm kiểm tra em bị dưới điểm giỏi vì là học sinh giỏi của lớp nên em buồn lắm, nhưng bạn ấy luôn động viên và làm em vui lên. Bạn luôn nhắc em học bài mỗi khi sắp có tiết kiểm tra. Những lần lên bảng trả bài cũ em có quên bài thì bạn lại là người nhắc em ở dưới. Cứ như thế hai đứa gánh nhau qua các lần kiểm tra và cũng đạt được kết quả như ý. Một ngày, hai ngày, một tuần rồi lại một tháng, chúng em cứ thân mật như thế, rồi kỳ nghỉ hè cũng đến. Chúng em không thường xuyên gặp nhau, nhưng gần như ngày nào cũng nói chuyện qua Messenger. Mỗi lần em post bài viết mới bạn luôn thả tim và bình luận hoặc rep story. Chúng em chat với nhau từ sáng tới tận lúc đi ngủ, chẳng biết hai đứa nói gì mà lâu như vậy nữa. Em giờ nghi ngờ rằng Đạt thích mình qua từng hành động và những lời nói của bạn ấy, vì Đạt có dáng vẻ ưa nhìn nên thi thoảng em cũng có lén liếc nhìn một chút, nhưng gần như lần nào cũng bị bạn ấy phát hiện, em lúng túng và ngại ngùng lắm. Có một lần em và bạn ngồi đối diện với nhau, chắc đây là lần đầu tiên hai đứa dám nhìn thẳng mắt nhau và cười lâu như vậy. Mới ngày đầu tháng 10 em đã bị bất ngờ bởi lời nói của bạn. "Tao thích mày đó, thế mà mày không nhận ra hả?" Không, tao đâu nhận ra. Nhưng sao mà không biết, thậm chí đã biết từ lâu lắm rồi kìa. Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, học chung lớp, ngồi chung bàn. Chuyện có tình cảm với nhau sao mà tránh được. Hôm trước bạn có nói lại chuyện bạn thích em. Em rất vui, thầm nghĩ lần thứ ba bạn nói chuyện này thì sẽ đồng ý hẹn hò. Con gái mà ai không thích làm giá kiểu dễ quá thì nó không biết trân trọng á. Nhưng em không biết rằng sẽ không có lần nào đặt tỏ tình em nữa. Hôm đó em và bạn có cãi nhau, em có hơi nặng lời. Nhưng không biết rằng bạn sẽ tổn thương như thế, ngày hôm sau em không nói với bạn ấy một lời nào. Bạn ấy cố bắt chuyện xin lỗi em, nhưng vì em không kiểm soát được cái tôi của mình nên vô tình làm bạn ấy nản lòng. Nhưng thật sự khi đó em vẫn nghĩ, nếu đạt tỏ tình thì sẽ yêu, chưa chưa biết rằng mình sẽ dành cho bạn ấy nhiều tình cảm như vậy. Chỉ sau một đêm, người mà từng tưởng rằng sẽ cho em yêu được thêm một lần nữa, nhưng không, chính người làm em nở nụ cười lại là người khiến em đau lòng nhất chỉ sau một ngày không nói chuyện mà đạt đã hết tình cảm với em và tiến tới một bạn nữ khác sao hôm qua cái thảo bạn thân em nói với em rằng đạt đang thích con trang nghe nói nói em tức đến sôi máu ruột gan chỉ muốn hét vào mặt nói là cái thằng đào qua thằng tráp bôi thằng lăng nhăng trước đó một hôm vẫn gọi tao là em yêu vẫn nói sẽ chinh phục được tao vậy mà nay đã đi yêu con khác em đã làm ngơ vờ như mình là người ủng hộ tình cảm đó nhưng chúng nó cứ đẩy thuyền đạt và trang thật sự tới khi em mới biết được rằng là mình thật sự yêu bạn ấy mất rồi về nhà em mở ngay điện thoại vào thẳng trang cá nhân của trang ôi thôi chết rồi cái ảnh nào của con kia thằng đó cũng bình luận rồi thả tim luôn mọi người con trang bình thường không đăng bài không say lung tung mà nay nó đăng bài mấy kiểu giá mà có anh thì vui biết mấy kiểu thả thính á xàm lờ thế mà thằng đạt cũng tim cho được hôm đó em cũng nói chuyện với đạt em thổ lộ với bạn đó rằng em đã thích đạt mất rồi bạn ấy nói với em rằng đã muộn rồi bạn ấy dần hết tình cảm với em từ ngày hôm qua rồi dù biết quá muộn nhưng em vẫn nói, thà biết rằng nói ra cũng không vớt được cái tình cảm này nữa. Nhưng em hiểu rằng mình không giỏi che giấu. Ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều. Em không khóc vì lỡ đánh mất bạn ấy. Em khóc vì không tin được là chàng trai si tình theo đuổi mình 2 năm lại dễ vơi tình cảm như vậy. Qua đây em muốn nhắn gửi tới các bạn nữ. Nếu đã xác định muốn yêu ai thì đừng làm giá nữa. Cảm giác đánh mất cơ hội cũng đau phết đấy. Còn nếu có lỡ đánh mất thì đừng có khóc như em nha. Chỉ sưng mắt rồi xấu thôi mấy thằng tồi không có xứng đáng với người tốt như chị em mình đâu mong rằng mấy anh thay lòng nhanh như lật bánh tráng sẽ không bao giờ có được tình yêu thật lòng của không tốt thì mất không nên tiếc đúng không các chị mình sinh ra đã không có ba ba mình có người khác và bỏ chơi mẹ mình khi mình còn trong bụng mẹ mình không biết mặt ba cho tới hiện tại mình lại không muốn biết mẹ mình vì quá buồn phiền nên sinh non nhưng cuộc đời lại không cho mình được cơ thể lành lặn Mình bị khuyết tật chân Do mình hồi đó mổ nên bây giờ mình đi lại bình thường như bao người Nhưng mình lại bị hở hàm ếch nữa Nói ngọng hơi khó nghe Chắc có lẽ vì thấy cơ thể mình không được bình thường Nên mẹ bỏ mình cho ngoại nuôi Lên Sài Gòn đi làm Khi mình mới có mấy tháng Mẹ mình đi thêm bước nữa hồi năm 2008 Và giờ có người con trai Vì ngoại mình không muốn cảnh dưỡng và con riêng của vợ Nên ngoại nuôi mình tới giờ sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình đã đi làm vài chỗ, nhưng hiện tại mình đang thất nghiệp vì mình không có ngoại hình, sức khỏe yếu, không làm việc nặng được, lại giọng nói không được bình thường. Mình xin nhiều chỗ lắm, nhưng không ai nhận mình. Mình buồn lắm. Mình thật sự rất biết ơn và rất thương ngoại, mặc dù ngoại hay chửi bới mình những lời thậm tệ, những lần ngoại nhớ tới mẹ mình. Mình đang bị trầm cảm mọi người ạ mình không muốn đi đâu hết suốt ngày tru trú ở trong phòng đôi lúc mình muốn được ra khỏi nơi ngột ngạt này chỉ để thoải mái hơn một chút thì về nhà ngoại lại suy nghĩ mình đi chơi với trai rồi làm chuyện đó mặc dù mình không có gì hết mình đi chơi với toàn con gái thôi ngoại la mình đủ thứ chẳng hạn như hôm nay mình đi xem phim với bạn về ngoại mình xài xể những câu như là mày về mày kêu con mẹ mày chở mày đi sài gòn để mày đẻ đi chứ đừng có ở đây giờ mày lớn rồi biết ngựa rồi tao bị nhục nhã một lần rồi tao không có muốn bị lần thứ hai mình đưa tiền lại cho ngoại mặc dù tiền đó là tiền của mẹ và gì cho mình vì mình không muốn ngoại la chuyện tiền bạc thì ngoại nói bây giờ mày lòi tiền ra rồi bay mốt mày lòi con ra ngoại mình còn hăm dọa mình sẽ mét chuyện đi chơi của mình cho cậu nghe cho ngoại xử mình xử ở đây có thể là bị tịch thu điện thoại đập điện thoại hay mình bị đánh rồi nhốt trong nhà mình sợ lắm mọi người vì hồi nhỏ cho tới giờ mình luôn bị ngoại đánh có lúc chảy máu, có lúc để lại một sẹo dài trên cơ thể. Mình nhỏ bé chịu đựng những roi từ ngoại mình đau đớn lắm. Còn những lời cay nghiệt hơn vậy nữa, nhưng mình không nói ra ở đây. Mình đã chịu đựng những lời nói như vậy đã 3 bốn năm nay rồi. Mình thật sự rất mệt mỏi. Mình chọn cách im lặng và không nói gì, và đang nghĩ về chuyện kết thúc cuộc sống. Lúc trước mình có quen một bạn, bạn ấy làm bộ đội, nhưng tìm hiểu mình thấy không ổn và mình đã chia tay. Lúc quen mẹ mình thấy xong lễ 30 tháng 4, mẹ về mẹ chửi mình đủ thứ cấm cản, rồi bịa chuyện ra hồi đó quen ba mình, ba mình cũng là bộ đội. Nhưng sự thật không phải vậy, mình thật sự rất buồn về cái cách của mẹ. Thà mẹ cấm cản cũng được, nhưng mình không thích mẹ bịa chuyện để ép mình chia tay như vậy. Mình nói ra mẹ mình không tin, ngoại mình cũng càng không tin, nhưng người mà mình yêu thương và tôn trọng không ai tin mình hết. Các bạn có hiểu cảm giác đó không? mình thấy lời nói của mình không là gì cả mình biết người lớn luôn lo lắng cho con cái của họ sợ này sợ kia nhưng lo lắng theo kiểu của ngoại mình thì có phải gọi là lo lắng không hay là ám ảnh đời mẹ rồi suy nghĩ xấu về đời con bây giờ mình thật sự rất mệt mình muốn đi thật xa lên sài gòn ở hoặc là kết thúc cuộc sống chứ sống mà không được tự do không được thoải mái sống như ở tù mình ước gì ngoại mình và mẹ mình là người biết lắng nghe biết thấu hiểu và tin tưởng mình cho mình một cuộc sống dễ thở hơn một chút Điều này khó đến vậy sao? Xin chào mọi người, bài viết hơi dài, mong mọi người thông cảm. Mình là May, năm nay 24 tuổi. Mình theo dõi page cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình gửi bài. Mình và anh quen nhau cũng phải gần 7 năm rồi. Anh lớn hơn mình 5 tuổi, lẽ ra tụi mình phải có một kết thúc như mơ. Nhưng ai ngờ đời đâu biết trước được gì, mình quyết định chia tay anh Lý do là lần đó anh đưa mình về nhà để nói về quyết định kết hôn. Mình có thấy bố anh ấy im lặng không nói gì, mẹ ảnh thì cười gượng gạo bảo chuyện này tính sau còn sớm mà. Lúc đó mình cứ nghĩ trong đầu đã 24 tuổi rồi, anh cũng 29, đâu có sớm lắm đâu. Mình cảm thấy hôm nay hai bác rất là lạ. Bình thường anh vẫn hay đưa mình về chơi, hai bác cũng rất là vui vẻ nên mình nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp. Thế rồi chúng mình kết thúc bằng bầu không khí ngột ngạt và quyết định của anh là vẫn lấy mình nói sơ qua về anh nhà anh có ba mẹ anh và em gái nên ba mẹ anh cũng trông chờ vào anh nhiều lắm không phụ kỳ vọng của ba mẹ anh hiện tại đã làm giảng viên cho một trường đại học anh yêu mình nhiều lắm và mình cũng thế vì vậy mấy ngày sau chúng mình quyết định bàn chuyện với ba mẹ anh lần nữa lúc chúng mình vào nhà thì không có ai ở phòng khách thiết nghĩ là không có ai ở nhà nên anh đưa mình lên phòng anh muốn lên phòng anh thì phải qua phòng của em gái anh thì khi đi ngang qua chúng mình nghe tiếng em gái và mẹ anh nói chuyện cuộc nói chuyện ấy khiến cho mình ám ảnh đến giờ sao mẹ không chịu để chị may và anh hai lấy nhau đi hai người họ quen nhau cũng lâu rồi với lại chị may cũng hiền lành có phải hư đốn gì đâu mà mẹ lo mẹ anh đáp lại giọng có vẻ hơi gắt một tí hiền lành hả hiền lành mà biết dụ anh mày để anh mày chết mê chết mệt Chứ loại con gái bỏ học đại học lại còn đi bán rượu làm gái Có mà tao chịu cho làm dâu nhà này Tao hồi trước chỉ nghĩ anh mày chơi qua đường với nó Ai ngờ nó lại ra tới đây Tao không có chấp nhận nó làm con dâu của nhà này Ba mày cũng không có đồng ý đâu Mình nghe đến đây mà sững người Hồi trước gia đình mình nợ nần Nên mình bỏ học để phụ giúp kiếm tiền Còn hiện tại mình đang làm bartender Là bị bảo là bán rượu làm gái Điều làm mình đau lòng nhất chính là thì ra từ trước tới nay sự vui vẻ quan tâm cho mình đều là giả mình bỏ mặt anh đang xông vào phòng cãi nhau với mẹ mà đi ra khỏi căn nhà đó và ngay ngày hôm đó mình đã nói lời chia tay với anh mặc dù anh có tìm đến mình để xin mình suy nghĩ lại nhưng mà không thể thật ra từ bấy lâu nay việc bỏ học vẫn luôn là nỗi tự ti lớn nhất của mình nay mình thật sự không thể chấp nhận được mình bị người ta khinh bỉ tới mức độ đó các bạn có thể nói là mình yếu đuối nhưng mà mình thật sự sợ lắm. Mình chẳng hết tất cả liên lạc với anh, thay đổi số điện thoại. Hôm nay mình mới vô tình gặp lại anh, trong anh Tiều tụy rõ hẳn, nhưng anh không thấy mình, cũng may. Em xin lỗi vì không đủ dũng cảm tiếp tục, chỉ mong nếu có một không gian khác, chúng ta sẽ không như chúng ta bây giờ. Cảm ơn Paige đã đăng bài ạ. Xin chào các bạn mình thấy mọi người hay nói xấu về em chồng, mẹ chồng, gia đình chồng nhiều quá Chẳng bao giờ thấy nói con dâu hay chị dâu như thế nào cả Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện về gia đình của mình Để chứng minh cho mọi người thấy Không phải mẹ chồng nào cũng đáng sợ Và không phải con dâu nào cũng bị tay nghiến như mọi người hay nghe ạ Nhà mình cũng thuộc loại không khá giả gì mấy Anh mình lớn hơn mình 9 tuổi Anh đi làm từ khi còn học lớp 6 Tới khi năm anh 19 tuổi đã quen được chị dâu mình Chị dâu mình là người khá đánh đá, tranh chua và có tính tị nạnh. Chị nói chuyện rất ngang và khó nghe. Mẹ mình có phần không ưng, nhưng mẹ vẫn đồng ý cho hai người quen nhau. Anh chị yêu nhau hai năm thì cũng về cùng một nhà. Lúc cưới, gia đình mình đang trong hoàn cảnh khá khó khăn, thiếu hụt kinh tế rất nhiều. Nhưng anh chị nai nỉ mẹ mình. Mẹ mình cũng bóp bụng làm đám cưới vì mẹ mình nghĩ cưới vợ cho con trai là bổn phận của người làm cha làm mẹ. Trước khi lễ cưới diễn ra một tuần, mẹ mình mất ngủ nhiều lắm. Đêm nào mẹ cũng thức rất khuya, có khi lại thức đến sáng, rồi ngày ấy cũng diễn ra. Sau đám cưới thì mẹ mình vác trên vai một số nợ khá là to. Mẹ mình phải đi làm cùng ba mình để trả nợ. Lúc đấy cũng gần Tết nên anh mình quyết định ở quê luôn. Qua Tết rồi đi lên thành phố làm, mình và chị dâu ở nhà. Việc nhà cũng không có gì nhiều, chỉ rửa bát, quét nhà, lau nhà và cơm nước thôi. Mình thì làm việc nhà còn chị nấu ăn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chị không có tính hỗn xược. Mẹ và ba mình nói chuyện với chị thì chị không thèm trả lời và còn hay nạt mẹ mình và chị lười biếng không nấu ăn hay làm việc nhà nữa, chỉ nằm trong phòng và bấm điện thoại, chơi liên quân và chửi nhau thôi. Công việc nhà là mình và mẹ làm, nấu ăn cũng do mẹ nấu vì mình chưa biết nấu ăn. Không biết anh chị nói gì trong phòng của hai người, nhưng chiều nào chị bỏ nước vào tủ lạnh hay rửa bát một hôm thì tối đó anh mình lại lôi mình ra mắng. Sau khi đi làm thì anh ngỏ ý gửi về cho mẹ mình mỗi tháng 2 triệu để đóng tiền, hụi hàng và nợ dần. Anh chỉ gửi có 2 tháng thôi thì đột nhiên dừng lại và có thái độ với mẹ. Mẹ mình cũng nói là không cần nữa đâu. Mẹ rất thương anh và chị dâu. Đôi lúc mình và mẹ còn cãi nhau to vì chị ấy. Mình rất bức xúc việc ba mẹ mình nói chuyện với chị mà chị không trả lời và cả thái độ của chị đối với ba mẹ mình nữa. Vừa rồi mình và chị có cãi nhau về vấn đề đó, nhưng chị đợi anh về đã mách anh, sau đó anh lại mắng mình. Mình muốn cãi lại thì mẹ lại bảo mình im đi. Khi mẹ nấu một món nào đó ngon thì khi ăn anh đều dành hết đồ ngon cho anh và chị. Trong khi đó anh và chị chẳng làm gì cả, chỉ nắm bấm điện thoại thôi. Món mẹ mình thích anh cũng để cho chị hết đi đâu xa khi về anh cũng chẳng mua cho mẹ một thứ gì ăn mẹ mình thích ăn sầu riêng lắm anh đi chợ về chỉ mua cho chị ăn thôi chẳng thể mời mẹ mình một tiếng nào trong khi đó mẹ đã từng nhịn ăn nhịn mặc nhường hết cho anh mẹ có gồng gánh bao nhiêu khổ sở thì cũng chẳng nói cho anh biết một câu nào nợ anh gây ra mẹ cũng tự mình trả hết nhưng mẹ vẫn thương anh lắm mình luôn bên mẹ lúc mẹ buồn nhưng dường như mẹ không muốn nói chuyện với mình Mẹ chỉ muốn tâm sự với anh thôi. Anh đi làm, mẹ nhớ anh lắm, nhưng anh chẳng thèm gọi cho mẹ một cuộc nào. Mình từng nghĩ anh rất thương mẹ, nhưng có lẽ không phải như vậy. Mẹ mình dạo này bị áp lực nên hay muốn bỏ đi. Mẹ còn phải chịu tính khí của ba mình, ông nóng nảy và khó khăn cọc cằn. Mẹ đi làm về vất vả vẫn phải hầu hạ ông hết mình. Thế mà khi cãi nhau, ông còn muốn đánh mẹ. Mình không biết nên làm thế nào bây giờ, mình thương mẹ lắm mọi người ạ.